Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 017. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, phần bảo toàn điện tích trong dung dịch. Dấu hiệu của bảo toàn điện tích ở bài này rất là rõ ràng rồi. Người ta cho các em ở dạng ion, thống kê rất rõ ràng. Như vậy, đề yêu cầu là tìm ra Cl trừ và S42 trừ, thầy gọi là x và y mol. Thế thì kết quả là các em phải lập phương trình để tìm ra x và y. Phương trình số 1 là phương trình bảo toàn điện tích. Phương trình số 2 là bảo toàn khối lượng 46,9 gam muối khan gồm có tất cả các ion này cộng vào. Kết quả giải hệ phương trình tìm được x bằng 0,2, y bằng 0,3. Đáp án thầy có là D.